Chào cô. Hello, ôn bài cho chị. Rồi, bây giờ cô hỏi được rồi đấy. Câu hỏi rồi à? Câu hỏi Hôm nay con thấy cô trả lời muộn quá, con tưởng cô nghỉ, hóa ra không phải. đâu? Con nhắn lâu rồi nhưng mà con thấy cô trả lời muộn quá. Bởi vì cô không xem điện thoại, cô cứ chờ trên máy tính thôi. Mãi không thấy em vào. Ok. Nhìn thấy màn hình của cô chưa? Ok. Nhìn rõ. Nhớ kiến thức rồi đúng không? À. Thế cô hỏi nhá, cái động từ to be của thì quá khứ đơn là hai từ nào? What? Đúng rồi. Gì nữa? Hai từ West. were và Were. worst. Cách đọc thì gần giống nhau, nó khác là một chỗ là một từ thì có đọc âm s cuối, một từ thì không đọc âm s cuối, chưa nào. Thế làm cách nào để cấu tạo câu phủ định của từ động từ to be? Câu có động từ to be thì tạo thể phủ định, tạo dạng phủ phủ định bằng cách nào? Thêm not vào đâu? Vào đâu nhỉ? Đây này Linh Chi, nhiều ví dụ này, đây là từ not này, wasn't đối với tác của was not là ta thêm not vào sau was hoặc là Nó như nào. Còn với động từ thường thì mình sẽ thêm not vào, thêm trợ động từ did not vào trước động từ thường như thế nào. Tiếp nha, nào nay mình học tiếp nha. nào cô làm gì ấy? Không gì đâu. Ok. Nào, tiếp theo là cấu tạo của nhầm cách để thêm đuôi ED như thế nào. Nó giống như kiểu cách thêm ing ấy, thì bây giờ mình cũng phải có quy tắc thêm đuôi ED để tạo động từ ở dạng câu 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 ở thì quá khứ được chưa nào? Động nhớ nhất cho cô nhá, động từ của quá khứ thì phải là động từ thêm đuôi ED nếu có quy tắc. Bất quy tắc thì Linh Chi bắt buộc phải nhớ, nó có vài trăm động từ bất quy tắc cơ, phải học dần dần, phải nhớ dần dần được chưa nào. Thế bây giờ mình học có quy tắc trước nhá. Có quy tắc, những cái động từ mà có quy tắc thì em chỉ cần thêm đuôi ED ở cuối, nhưng mà khi nào thì chỉ thêm ED, khi nào thì gấp đôi ED. Bây giờ mình phải học được chưa nào. Quy tắc số 1, nếu kết thúc của động từ là chữ e, được chưa nào? Nghĩa là nếu mà động từ kết thúc bằng cái chữ cái e thì em chỉ cần thêm d, rõ chưa Linh Chi? Nếu mà cái động từ đấy nó kết thúc bằng chữ e rồi thì mình chỉ cần thêm d thôi. Ví dụ chúng ta có từ hope có chữ e ở cuối ấy, được chưa, thì mình sẽ chuyển thành hope, được chưa? Chữ say, đây là cả hai từ này là hai từ riêng nha, người ta thiếu dấu phẩy, không có thêm dấu phẩy phải như nào. Say có chữ e ở cuối rồi, mình chỉ cần thêm d thôi, như nào. Die cũng có chữ e ở cuối rồi, mình chỉ cần thêm d thôi, thế nào. Rõ cái quy luật đầu tiên chưa Linh Chi? Nhắc lại cho cô, những cái động từ mà có chữ e ở cuối thì mình chỉ làm sao, mình chỉ làm ra như nào. Động từ có e ở cuối thì làm sao, mình chỉ cần làm gì? Phải. Thế mình chỉ cần phải, mình chỉ cần thêm d thôi. Đây là em đang học cách để tạo ed cho các động từ thường của thì quá khứ, em có hiểu không Linh Chi? Vâng. Các động từ của thì quá khứ ấy không chỉ nó phải thêm đuôi ed ở cuối nếu mà có quy tắc. Như nào, khi mà một động từ nó kết thúc bằng chữ e ở cuối rồi thì mình chỉ cần thêm chữ d thôi. Em hiểu quy tắc này chưa Linh Chi? Chứ không phải phải Vâng. ý của cô là cái ví dụ của nó ấy, chứ hope nó liền với từ say. Đây hai từ tách biệt nhau, nó không đi liền nhau, được chưa? À. Có chữ e ở cuối thì mình chỉ cần thêm d thôi. Nhìn cái dấu suy ra người ta đấy, được chưa nào? Quy tắc số 2, Ừ. nếu mà một động từ kết thúc bằng một consonant, hôm trước cô dạy rồi, consonant là gì? Cô cho ghi rồi đấy.
Phân xơn là phụ âm. Phân xơn là một phụ âm. Nếu một động từ kết thúc bằng một phụ âm cộng với y dài thì mình sẽ chuyển y dài thành y ngắn. Đó chưa Linh Chi? Vâng ạ. Trong động từ Harry kết thúc là y dài. Được chưa nào? Thì mình sẽ chuyển thành y dài thành y ngắn rồi thêm đôi ed. Tương tự với copy và từ try. Được chưa? Được nào? Tiếp theo này, số 3. I doubt the last consonant when verifying a final syllable with one vowel at one consonant. Là gì? Tôi sẽ gấp đôi phụ âm cuối. Được chưa nào? Khi mà chúng ta có từ verify. Verify, Linh Chi có biết là gì không? Thấy ấy, khi mà mình xác định được ấy, mình xác minh được là a final syllable, cái âm cuối cùng nó có một vowel, one vowel. Vowel là gì? Hôm trước cô cũng cho ghi rồi. Vowel là nguyên âm. Thế nào? Nguyên một âm cộng với một phụ âm cuối, một phụ âm. Thế nào? Nghĩa là gì? Chúng ta sẽ gấp đôi phụ âm cuối khi mà hai cái chữ cái cuối cùng là một nguyên âm cộng một nguyên âm cộng với một phụ âm. Được chưa? Chúng ta có từ back. Back, e là phụ âm. G là e là nguyên âm, g là phụ âm. Được chưa? Thì mình sẽ gấp đôi eg, chữ cái g mình sẽ gấp đôi cái phụ âm và thêm đôi ed thành back. Plan, tương tự như thế với từ plan và từ stop. Được chưa nào? Tiếp theo số 4 này. Verb with two or more syllables. Động từ với hai hoặc nhiều hơn hai âm tiết đấy, nghĩa là từ hai âm tiết trở lên. Thế nào? Thì chúng ta sẽ gấp đôi consonant là phụ âm. Được chưa nào? Gấp đôi phụ âm khi mà cái phụ âm cuối, cái âm cuối nó được nhấn mạnh, nó được có trọng âm ấy, âm cuối nó có trọng âm thì mình sẽ gấp đôi cái phụ âm cuối. Được chưa nào? Cô nhắc lại, một động từ có hai âm tiết trở lên này, được chưa, chúng ta sẽ gấp đôi phụ âm cuối khi mà nó có trọng âm. Từ permit ví dụ này, từ permitted cô giải thích ví dụ này. Permitted trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai là từ meet, đúng chưa nào? Đúng chưa? Âm cuối cùng là âm t là một gì nhỉ? Hả? Nguyên âm. Âm t cơ mà. Phụ âm. Ừ. Đúng rồi. Âm t phải là phụ âm chứ, được chưa? Gấp đôi phụ âm. Được chưa? Chúng ta phải gấp đôi phụ âm. Được chưa nào? Nhớ cho cô nhá, khi cái âm đầu tiên này từ có hai âm tiết trở lên này, chúng ta sẽ gấp đôi phụ âm cuối khi mà âm tiết đấy vào cái âm tiết đấy được cái âm tiết sao nhỉ? Sao cho Linh Chi hiểu nhỉ? Nhá, một từ khi mà Linh Chi phát hiện ra nó có hai âm tiết trở lên, đúng chưa nào? Đúng chưa? Thì mình phải gấp đôi phụ âm khi mà có trọng âm vào cái âm cuối cùng đấy, được chưa nào? Ví dụ này, từ permit em nhìn nhá, permit đúng chưa? Trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai là vào từ meet, đúng không? Đúng không? Âm t này là phụ âm nguyên âm. Đã. Âm t này là gì? Phụ âm, đúng rồi. Âm t là phụ âm, mà cái âm meet này nó lại nhận trọng âm, nó được nhấn mạnh. Trọng âm là mình sẽ nói nhấn mạnh vào nó ấy. Thì mình sẽ phải gấp đôi âm t, nghĩa là gấp đôi phụ âm trước khi mình thêm đuôi ed. Linh Chi có hiểu không? Đó. Thế nào? Này. Được chưa? Khá khó đấy. Phần này khá khó đấy. Tương tự như thế với từ prefer. Prefer trọng âm rơi vào âm thứ hai là âm fur. Đúng chưa? Sau đó r này là trọng âm nguyên âm, Linh Chi. R này, r này. Nguyên âm. R cơ mà. Nguyên âm là từ uể oải. O, E, A, I mà. Phụ âm. Phụ âm chứ. Mình đang học phụ âm cuối mà. Thì mình phải gấp đôi chữ cái R trước khi thêm đuôi ED. Được chưa? Tuy nhiên, không gấp đôi phụ âm cuối khi cái từ này không được nhấn mạnh.
khi cái âm cuối cùng đấy không được nhấn mạnh. Ví dụ chúng ta có từ open, open mặc dù chúng ta có phụ âm cuối là âm n, đúng chưa? Nhưng mà người ta lại không gấp đôi âm n, tại sao? Bởi vì trọng âm rơi vào âm o, âm đầu tiên, chứ không phải là âm open, chứ không phải âm pen, âm n này, như thế nào? Bởi vì trọng âm rơi vào âm đầu tiên chứ không phải âm cuối cùng. Tương tự như thế với từ enter, enter cũng có âm r, r là phụ âm. Tuy nhiên trọng âm nó rơi vào âm e. Âm e là một âm e là âm tiết đầu tiên chứ nó không rơi vào âm tiết cuối cùng. Vì thế người ta cũng không gấp đôi chữ r trước khi thêm ed. Lên chị hiểu chưa? Rồi ạ. Nào, quy tắc số 4 là quy tắc khó nhất đấy, được chưa nào? Nhớ cho cô, những từ có hai âm tiết trở lên mà cuối cùng của nó là một phụ âm, khi mà nó âm tiết cuối cùng đấy được nhấn mạnh có trọng âm thì mình mới gấp đôi âm phụ âm cuối, còn nếu nó không được nhấn trọng âm thì mình sẽ không gấp đôi âm cuối mà chỉ cần thêm ed thôi. Hiểu chưa nào? Ừ. Quy tắc bên trên thì dễ. Ba quy tắc bên trên cô nhắc lại này, quy tắc số 1, khi là một động từ kết thúc bằng chữ e, nó có chữ e rồi thì khi chuyển sang quá khứ thì mình chỉ cần thêm d thôi. Số 2, khi mà một động từ có kết thúc là một phụ âm cộng y dài thì mình chỉ cần chuyển y dài thành y ngắn trước khi thêm ed. Được chưa? Số 3 là chúng ta sẽ gấp đôi phụ âm cuối khi mà chúng ta xác định được là cái âm cuối đấy có một vowel cộng với một consonant, nghĩa là một nguyên âm cộng với một phụ âm. Hiểu chưa em? Ok, chép vào vở đi. Phần này phải chép rõ ràng vào nhá. Chép rõ ràng vào, bởi phần này khó. Chép vào để học. Chép đi Linh Chi. Đây, phẩy ra nhá. Đây là hai từ khác nhau đấy. Phẩy. Phẩy. Thế nào? À, chép vào đi Linh Chi. Chỗ nào không hiểu thì Linh Chi hỏi lại cô nhá. Cố lên, học phần này hơi khó một tí.
Ôi, chỗ này phải phẩy chứ cô. Ờ, nghĩa là Linh Chi chỉ cần viết tách ra thôi ấy. Em có thể xuống dòng cũng được. Đây này, để cô sửa cho như này cho dễ. Đợi cô một chút. Anh cái này không sửa được cơ. Vậy thì cô phải tải xuống. Đợi cô một chút để cô tải xuống cho rõ. Nghĩa là gì? Nghĩa là hai cái từ đấy là hai từ cách nhau ấy, nhưng mà người ta lại viết liền vào, nên là rất dễ hiểu nhầm ấy. Cô đợi cô tải xuống rồi cô sửa cho đỡ sai. Không học thì lại không, không lúc mình học thì lại quên. Thầy nhầm thì lại nhầm. Rồi, nhìn thấy chưa Linh Chi? Ok. Ok. Viết vào. Rồi, rõ rồi. Được chưa nào?
Sao ấy của cô? Nó bị nhảy đấy. Biết đến đâu rồi Linh Chi? Số mấy rồi? Con sắp biết đến lần số 3 rồi. Ok, biết đi. Số mấy rồi Linh Chi? Biết lâu thế? Mai sao mình phải tăng tốc độ viết lên nhá. Không mà đến lớp không viết kịp đâu.
Xong chưa chị? Số mấy rồi? Chắc sắp xong rồi chưa? Số 4. Ừ, đến dòng, đến cái dòng thứ hai chưa? Chưa. Và đi nhanh lên. Tiếp chậm quá.
chưa? Chưa nữa. Lâu hết, đến đâu rồi? Dòng gạch đầu dòng thứ hai rồi. Ok, nhanh lên Linh Chi. Viết mà hết buổi học cơ mà. Viết nhanh lên. Thế thì ở lớp không viết kịp à? Cô giáo, ở lớp cô giáo có... Ở lớp con viết kịp chính tả. Hôm nay con bị môi đốt nó đốt, con cứ gãi từ đến giờ. Thế à? Ừ, lắm mũi mà. Cô ăn xong rồi. Ok, next nha. Thế thế nào? Signal word. Ở chúng ta có từ signal word. Thế vậy thì khi nào mà mình sẽ sử dụng câu chia động từ thì quá khứ đơn? Thì khi mà chúng ta nhìn thấy những cái từ signal word, chúng ta những cái từ gọi là dấu hiệu nhận biết đấy, được chưa? Các dấu hiệu nhận biết, được chưa nào? Đó chính là các từ như này này. Từ then này. Từ ago là cách đấy, ví dụ là cách đây 5 ngày thì sẽ là 5 days ago, được chưa nào? Yesterday là hôm qua, in 1990, vào năm 1990, được chưa? At that time, người ta cũng quên cách mất để từ để cô sửa đã, không em bị nhầm. Đấy.
Nào, đây là những cái từ, những cái từ mà khi mà Linh Chi nhìn thấy những cái từ đây thì như thế này thì Linh Chi sẽ chia thì quá khứ tiếp diễn nhá. À nhầm, sorry, quá khứ đơn nhá. Được chưa nào? Đó chính là từ then này, từ ago này, được chưa? Yesterday là hôm qua, in 1990, năm 1990 nó đã qua chưa Linh Chi? Yes. Qua rồi đúng không? Thì nghĩa là nó ở quá khứ, đúng không? At that time là vào thời đó, được chưa? In 1910 vào năm 2010 thì cái thời gian này nó cũng qua rồi thì nó ở vào quá khứ. Last month, last year, last week, last summer, nói chung đó chính là cái này gộp lại này. Đợi một chút. Rồi. Ba cái này và bốn cái này thì nó sẽ suy ra là last. Thôi đợi một chút nhá, con đi sạc đã. Ok, tóm lại nó chính là last cộng với thời gian, đúng chưa nào? Month là tháng này, year là năm này, week là tuần này, summer, đúng chưa nào? Là mùa hè. Thì nghĩa là cứ thêm từ last này vào, nó nghĩa là trước đấy. Ví dụ như là last year là năm ngoái, năm trước năm nay này. Last week là tuần trước này. Last month là tháng trước này. Last summer là mùa hè trước này. Last fall là mùa thu trước này. Hiểu không hả Linh Chi? Vâng. Còn các từ bên trên thì biết rồi nhá. Nhớ cho cô ago là cách đấy thì ago cộng khoảng thời gian. Okay. Ago. Có chưa Linh Chi? Ừ, nhớ cho cô nhá. Để cho nào đọc lại cho cô từ hôm nay nhá. Đầu từ đầu tiên then. Then. Ago. Ago. Yesterday. Xin chào. Lan hả? Vâng. Lan Linh Chi được rồi. Hay là cô? Yesterday. 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 At that time. At that time. Last month. Last month. Last year. Last year. Last week. Last week. Last summer. Last summer. Thế nào? Nhớ chú ý cho cô. Nếu mà muốn nói là cách đây 20 ngày thì sẽ là 20 days ago. Hoặc là cách đây 3 ngày thì sẽ là 3 days ago. Sorry, cô viết nhầm một tí. Sorry, chỗ này cô viết nhầm. Ơi, chú ý cho cô lại chỗ này này. Khoảng thời gian cộng với ago mới đúng, được chưa nào? Thế bây giờ cô muốn nói là 2 ngày trước thì sao? 2 ngày, 2 ngày là gì? Hai ngày trước đúng không ạ? Ừ, 2 ngày trước đây. 2 là gì? Số 2 là chu. Ngày là days. Day. Sau đó today. 2 days gì nữa? Cộng với từ gì đây? Ago. Cách đây 2 ngày. Rõ chưa Linh Chi? Vâng ạ. Phần này thì phải viết vào nhưng mà cô sẽ chụp màn hình lại để Linh Chi tự ở nhà viết lại cho cô được chưa nào? Con lưu. À, Linh Chi có lưu được luôn không? Con lưu được rồi, con vừa lưu xong. Lưu sau đó về nhà vẫn viết, phải viết vào vở cho cô nhá. Sao chưa? Yeah. Ừ. Buổi sau thì mình sẽ không học phương pháp nữa, mình sẽ sang một cái bài, mình sẽ sang starter, mình sẽ học về từ vựng và nói như thế nào. Nhưng mà học phương pháp khó không? Khó đúng không? Ừ. Thế cũng không có bài tập về nhà. Mỗi hôm học ngữ pháp thì Linh Chi nhớ cho cô phải về nhà ôn tập thật kỹ. Ví dụ như hôm nay thì Linh Chi phải ôn tập cách thêm đuôi ed như thế nào.
có 4 quy tắc thêm đuôi ed đấy, Linh Chi phải nhớ hết cho cô nhá. Ok. Lát rồi. Nghe thấy cô chưa? Nghe thấy cô chưa nào? Ok, bây giờ mình nghe thấy. Ừ. Nhớ cho cô về nhà phải học thuộc 4 quy tắc đấy. Phải nhớ 4 quy tắc thêm đuôi ed được chưa nào? À, học thì cô thì mình phải còn nhớ thêm là nhớ thêm ví dụ như là động từ bất quy tắc này, được chưa nào? Nhưng mà hôm để hôm sau cô bảo cô sẽ đưa cho Linh Chi cái bản động từ bất quy tắc nhá, được chưa? Bản online để Linh Chi sẽ về nhà và Linh Chi sẽ học, được chưa nào? Thì nói tóm lại là nó rất là khó, thì phải học thì đây là thì mà là cái thì khác với thì hiện tại đầu tiên mà mình sẽ học và thì quá khứ này. Về nhà ôn tập, chú ôn tập cho cô nhá Linh Chi nhá. Được chưa nào? Wow. Okay, so it is the end, the last... Mai có học không nhỉ cô nhỉ? Có, mai có học nhá. Ok. Ô, con tưởng ngày mai không học chứ. Mai có học, mình học cả tuần này luôn. Mình học bù tuần trước ấy Linh Chi. Cô bảo với mẹ rồi đấy. Nhưng mà mai mình không học ngữ pháp đâu. Mai không phải viết nhiều nữa. Mai mình sẽ học Fun for Starter, được chưa nào? Học sẽ học về từ vựng và nói. Ok Linh Chi. Ok. Ơ thế mẹ Linh Chi là tuần này học hết à? Không, mẹ con không biết, mẹ con bận bán hàng nên mẹ con không để ý máy, mẹ con chỉ để ý khách hàng thôi. Mẹ ok rồi đấy, chắc mẹ quên bảo với Linh Chi đấy. Mai vào học cho Linh Chi nhá. Vâng. Okay. Yeah. So this is the end of the lesson today. Goodbye, see you next time. Bye bye. Goodbye, teacher. Okay, bye bye.